tao đi xăm kín người chứ tao cũng chả sợ, nhưng mà nhắc đến đụng vào cái bộ phận gọi là nhạy cảm là tao đã sợ rồi. Mình... Ồ cái mà lúc mà cắt xong đến lúc đau ấy, em hối hận. Nhưng hết đau rồi, có thấy hơi bây giờ không hề hối hận. Bây giờ cắt cảm giác thấy nó to hơn mà nó dài hơn anh ạ. làm gì căn để có hơn, ông này rất là hão. Cảm thấy như thế. Cảm ơn trang trang, Cảm cảm thấy nó không ơn bèo nhèo. trang Nói thẳng ra nó không không thấy bị bèo nhèo nữa. Bản lĩnh đàn ông nó làm một cái đấy. này, Đó là bản lĩnh đàn ông là khi xung trận thôi, còn bản lĩnh đàn ông mà phải cắt thì đấy, tính đây mình bản lĩnh đàn ông là mình cắt để mình phục vụ vợ mình từ giờ đến đến già đây. Đấy là bản lĩnh chứ, sợ đau vì đau mà bỏ rơi vợ thì kém. mày cắt đau, mày cắt mặt mày méo sạch xong mày bảo với anh là hối hận, thực sự hối hận. Thôi hôm nay nó lại bảo là không hối hận, chính tỏ yêu Thì đấy. đấy, bây giờ thấy thế bỏ ra thì thấy thấy nó gọn gàng, trắng trẻo, sạch sẽ, hồng hào, không bẩn tí nào. Được vào anh trống.